Hello, xin chào mọi người, mình là Duy và các bạn đang theo dõi Duy Life Wave. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn thảo luận về một cái vấn đề, chính là giao thoa ánh sáng trắng trong chương trình vật lý lớp 12. Cụ thể là nó nằm trong chương 5 là cái tính chất sống của ánh sáng, cái bề mặt sống của ánh sáng. Thì trong cái chuyên đề số 2 đó, là chuyên đề về giao thoa ánh sáng đó, mình gặp một cái dạng toán, là dạng toán mà khi mà mình thực hiện thí nghiệm gion á, bởi một cái ánh sáng là ánh sáng trắng, nghĩa là mình không dùng tấm lọc màu trong thí nghiệm như của gion, và mình giao thoa trực tiếp với ánh sáng trắng luôn, có thể lấy ánh sáng mặt trời chẳng hạn. Ok, thì trong cái giao thoa ánh sáng trắng á, thì mình cần cần lưu ý một số cái điểm nhấn của cái giao thoa ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng đơn sắc, đúng không? Để mình liên hệ nó và mình thiết lập cái bài toán này. Thì đầu tiên á, là mình biết được á, là khi mà giao thoa với ánh sáng hỗn hợp á, thì đầu tiên là giao thoa với ánh sáng đơn sắc, đúng không? Đầu tiên nè là giao thoa với ánh sáng đơn sắc, giao thoa ánh sáng đơn sắc. Thì khi mà mình giao thoa với một cái ánh sáng đơn sắc á, thì mình chỉ có đúng một cái lambda thôi, được chưa? Đơn sắc có nghĩa là nó chỉ đúng một cái lambda đó thôi. Thực ra thì trên đời này nó không thực hiện được thí nghiệm này, tại vì không có nguồn sáng nào mà phát ra ánh sáng đơn sắc hay không, đúng không? Chỉ có là mình dùng một cái tính tấm lọc màu, được chưa? Rồi mình chỉ cho ánh sáng có bước sóng trong một cái khoảng tần số hay là khoảng bước sóng rất nhỏ để cho cái màu sắc của nó đó là gần như đơn sắc, được chưa? Thì mình thực hiện thí nghiệm giao thoa nó. Thì khi mình biết là khi mà giao thoa với ánh sáng đơn sắc như vậy á, thì mình á, có được cái một cái đại lượng rất là đặc biệt, một cái đại lượng đo trong cái bài toán giao thoa ánh sáng, chính là Y, là khoảng vân. Thì khoảng vân thì nó chỉ là bằng lambda d chia a thôi, đúng không? Mình chỉ có một cái loại khoảng vân trong giao thoa ánh sáng đơn sắc, được chưa? Tuy nhiên, đối với giao thoa ánh sáng đa sắc đó, ánh sáng hỗn hợp là sao? Hỗn hợp á là mình có ánh sáng ở đại diện là có bước sóng lambda 1 nè, rồi lambda 2 nè, được chưa? Chấm 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 và lambda lambda n. Và những cái bước sóng này nè, nó không có liên tục nhau, nghĩa là nó là những cái bước sóng riêng lẻ mọi người, giống như là số số nguyên hay số tự nhiên vậy đó, nó không phải là số thực. Những cái giá trị này là những cái giá trị gián đoạn, thì mình sẽ có lần lượt những cái y ha, những cái y thứ k, những cái y thứ y đi, những cái y thứ y là bằng lambda y d chia a, và những cái y là những cái y gián đoạn. Cho nên á, hệ thống vân trong cái trường hợp giao thoa ánh sáng hỗn hợp á, là một hệ thống vân gồm những vạch sáng màu gián đoạn. Thì các bạn nó có sẽ có một cái hệ thống vạch sáng màu ứng với bước sóng lambda 1 cách đều nhau một khoảng là y1, lambda 2 tương tự, lambda 3 tương tự, và một chỗ may mắn nào đó tụi nó trùng 2, trùng 3, trùng 4, trùng 5, trùng 6 trùng với nhau, thì người ta gọi là những cái vân trùng, được chưa các bạn? Nhưng về mặt ấy thì nó sao, nó riêng lẻ ha mọi người, cái khoảng vân của từng cái bước sóng này nó riêng lẻ nhau và nó không có liên tục, chưa? Và mình sẽ đi tiếp cái dạng toán ngày hôm nay có gì khác biệt là khi mà mình giao thoa với ánh sáng trắng đó mọi người, giao thoa với ánh sáng trắng. Thì chuyện gì xảy ra? Thì á, thường thường á, cái lambda của mình á, nó sẽ chạy từ một cái giá trị lambda min, đúng không? Cái nguồn sáng trắng là cái nguồn mà phát ra ánh sáng có bước sóng liên tục ít nhất là từ đỏ tới tím. Được chưa bạn? Thì cái nguồn sáng đó mới mình mới gọi là nguồn sáng trắng, đúng không?
hoặc là nó biến thiên liên tục từ một cái lambda min tới một cái lambda max nào đó mà nó đủ màu để nó tạo thành màu trắng, được không? Nó đủ các yếu tố để tạo thành một cái màu mà mình nhìn như trắng. Thì như vậy á, cái y của mình á, thấy không? Cái y của mình thì nó cũng chạy từ một cái y max tới một cái y min, y min tới một cái y max, xin lỗi các bạn. Đó, có nghĩa là cái khoảng vân của mình á là một cái gì đó rất là liên tục mọi người, rất là liên tục và nó tạo thành một cái phổ màu, không? Có nghĩa là màu tím khít với màu chàm, khít với màu lam rồi, thấy không? Đó, lục rồi vàng với cam gì đó, đỏ da cam vàng lục lam nhầm tím nó khít nhau, nó tạo ra một cái dải màu, không? Một cái dải vân sáng nó khít nhau, được chưa? Và nó tạo một cái bệt vậy, người ta gọi là quang phổ mọi người, người ta gọi đó là spectrum quang phổ. Thì để cho dễ hình dung á, thì mình sẽ xem xét một cái PowerPoint này để mà mọi người có thể hình dung được cái thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng là sao. Ok ha. Ok, bây giờ mình sẽ quan sát cái PowerPoint này để mình xem thử ha. Mình có một cái nhìn trực quan về cái thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng. Thì mình biết á, là khi mà cái một cái ánh sáng trắng á, mà nó đầy đủ cái thành phần á, thì cái màu của nó, cái phổ màu của nó sẽ biến thiên đầy đủ từ màu tím tới màu đỏ hay từ màu đỏ tới màu tím, được chưa các bạn? Và cái bước sóng của nó đó, cái bước sóng của nó thì theo sách giáo khoa đó thì mình biết được là nó tầm khoảng là từ bao nhiêu ta, nó tầm khoảng là lambda của mình nè, nó chạy từ 0,38 micromet đúng không các bạn, đến 0,76 micromet. Sách giáo khoa nó để một cái kết quả này rất là đẹp, tại vì á, cái bước sóng của ánh sáng màu đỏ nó gấp đôi cái ánh sáng của bước sóng màu tím, được chưa? Và mình sẽ thử mình khảo sát cái trường hợp đặc biệt này. Thật ra thì nó cũng tổng quát thôi chứ nó không có gì mà cụ thể hết, được chưa các bạn? Rồi bây giờ mình rồi ra mình thấy nè, trong thí nghiệm John á, thì John rất là thông minh khi mà bắt một cái nguồn sáng, đúng không? Bắt một cái nguồn sáng tạo ra hai cái nguồn giao thoa cho mình ha, bằng cách là sử dụng cái nguyên lý của nhiễu xạ và tạo ra hai cái khe, để từ một cái nguồn sáng đó mình sẽ tạo ra được hai cái nguồn cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Và đặc biệt trong thí nghiệm John giao thoa ánh sáng thì hai nguồn này là hai nguồn cùng pha, tại nó xuất phát từ một nguồn và nó không đi qua một cái bản mỏng hay gì để làm cho cái hiệu số pha nó bị trễ đi. Thì mình thấy rõ ràng là đó, trong cái thí nghiệm John thì dùng tấm kính lọc màu màu đỏ, cho nên mình sẽ có hệ thống vân của màu đỏ. Được chưa bạn? Đây, cái đường mình đường trung trực của cái đoạn S1 S2 này nè. Đó. Trên đường trung trực này giao với một cái màng vuông góc với nó thì chính là vân trung tâm, đúng chưa bạn? Đây là vân trung tâm của ánh sáng màu đỏ, chính là vân sáng màu đỏ mà có cái cường độ sáng rất là lớn, lớn nhất trong cái vân. Sau đó thì mình biết là cái hình ảnh giao thoa ánh sáng đơn sắc đó chính là những cái một cái hệ thống vân ha, cách đều nhau một khoảng là y các bạn, đó là y. Thì mình cũng biết là gì, cái này chính là y đỏ mọi người, đây là chính là y đỏ ha, y của màu đỏ, nghĩa là khoảng vân của màu đỏ. Ok ha, khoảng cách từ vân sáng này tới vân sáng kia chính là khoảng vân của màu đỏ, là màu đỏ. Tại sao mình lại xét màu đỏ vậy không mày? À, tại vì á, cái phổ ánh sáng trắng á, nó có hai cái biên là lambda đỏ và lambda tím, cho nên mình sẽ lần lượt khảo sát màu đỏ và màu tím trước. Chứ nếu mà mình xét tất cả các màu cùng một lúc á, thì rất là khó. Không, mình bám vô những cái biên để mình xét. À, đó là những cái cách để xử lý những cái vấn đề trong trong cuộc sống các bạn. À, những cái biên là mình sẽ xét trước, tại vì nó rất là đặc biệt, nó là cái vùng giới hạn đúng không? Sau đó thì mình mới xét những cái trong biên. À, nó nằm trong biên. Rồi, nếu mà dùng ánh sáng màu tím ha, tương tự chúng ta có vân tím trung tâm và chúng ta có những cái ánh sáng, những cái vân sáng tím, được chưa? Cách đều nhau một khoảng là y tím. À, cái vân này cách đều nhau một khoảng là y tím. Các bạn. Đó. Rồi, thì mình đã khảo sát được hai cái mép, hai cái giới hạn, hai cái biên của
một cái giao thoa ánh sáng trắng. Được chưa các bạn? Bây giờ mình ráp nó lại với nhau. Đó. Đó. Thí dụ mình dùng một cái ánh sáng trắng. Đó. Ví dụ là ánh sáng mặt trời đi chẳng hạn. Thì mình sẽ có được cái vân trung tâm chính là vân trắng mọi người, vân trắng. Được chưa? Và nếu mà mình xem hai cái mép đó, cái hệ thống vân của hai cái mép nó tách rời nhau, thì chúng ta có hệ thống vân của màu đỏ nè, đúng không? Chúng ta có hệ thống vân của màu tím nè. Đó, bây giờ mình quan sát thấy nè, từ màu tím cho tới màu đỏ là cái y của mình á, từ màu tím tới màu đỏ đó, thì còn những cái lambda khác nữa. Cho nên giữa màu đỏ này với màu tím này nó sẽ có một cái gì? Cái quang phổ liên tục biến thiên từ đỏ tới màu tím. Được chưa các bạn? Màu tím bậc 1. À, màu tím tọa độ của vân tím bậc 1. Đây. Đây là tím 1. Được chưa các bạn? Nó sẽ ngay đây. Màu đỏ 1. Nó sẽ ngay đây. Chưa? Cho nên chúng ta có một cái dải quang phổ liên tục biến thiên từ tím 1 tới đỏ 1. Tại giữa tím 1 và đỏ 1 nó còn cái gì nữa? Cam 1, vàng 1, lục, lam 1, cam, tràm 1, không? Xong rồi tới tím 1. Đó. Nó có một cái hệ thống liên tục như vậy. Nha. Một thì nó tạo thành một cái vùng như vậy đó. Được chưa? Còn ngay tại vân sáng trung tâm thì tất cả các màu trùng với nhau, cho nên nó tạo thành màu trắng thôi, mọi người. Ha, tiếp tục bên phía đối xứng của nó thì nó cũng vậy. Và các bạn quan sát là hai cái màu tím này nó hướng nó gần vân trung tâm hơn màu đỏ nha, do cái y tím nó nhỏ hơn y đỏ, và lý do là do lam là tím nhỏ hơn lam là đỏ. Được chưa bạn? Tiếp tục chúng ta có từ tím số 2. Được chưa? Từ tím số 2 cho tới đỏ số 2 chúng ta có một cái quang phổ. Thì quang phổ này người ta gọi là quang phổ bậc 2. Được chưa? Đó, tiếp tục như vậy bậc 3, rồi bậc 4, được chưa bạn? Đây là quang phổ bậc 1. Đây là quang phổ bậc 2. Chúng ta sẽ có hai cái quang phổ bậc 1 đối xứng nhau, và hai cái quang phổ bậc 2 đối xứng nhau, rồi hai cái quang phổ bậc 3. À, xong rồi tiếp tục như vậy quang phổ bậc 4. Mọi người quan sát một điều là cái quang phổ mà có bậc càng lớn á thì nó sẽ càng rộng. Được chưa? Thế rồi chúng ta sẽ khảo sát cái công thức tính cái bề rộng ha. Một cái điều đầu tiên mà mình cần 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 quan tâm chính là những cái quang phổ này nó có độ dài khác nhau. Vậy nó tuân theo một cái quy luật là gì? Được chưa các bạn? Thì nó tuân theo một cái quy luật là gì thì mình tí nữa mình sẽ khảo sát sau. Nhưng mà cái số 1 là bề rộng của quang phổ. Bề rộng của quang phổ bậc K. Của quang phổ bậc K. Được chưa? Rồi mọi người còn quan sát thấy một điều nữa này nè. Những cái quang phổ bậc càng cao á thì cái khả năng chồng khít lên nhau của nó càng lớn. Được chưa mọi người? Đó, cho nên mình sẽ có một cái bài toán là bài toán mà sẽ chồng chập nó. Được chưa? Có nghĩa là cái độ chồng chập. Chồng chập của quang phổ bậc B và bậc C. Nha, bậc B và bậc C. Được chưa? Miễn sao nó có khả năng chồng chập được với nhau thì mình sẽ có được là cái sự chồng chập của quang phổ. Rồi. Thì đó. Và các bạn thấy là khi mà những cái này nè, những cái quang phổ này nè mà mình nhìn hết trên màn á, mình tách riêng ra vậy cho nó dễ nhìn ha, nhưng mà khi mà nhìn thấy một lần hết trên màn á, nó tạo thành một cái hệ thống vân như vậy, được chưa? Đó là nhìn rất là khó chịu ha mọi người. Đó, từ màu tím này tới màu đỏ nè, xong sau đó là nó bị chồng lên nhau, cho nên là nó sẽ có những cái khó chịu ha. Đó. Ok. Ở đây là cái giao thoa ánh sáng trắng mọi người. À, cái hình ảnh của giao thoa ánh sáng trắng thực tế trên màn. Thật ra thì cái hình này nó không đúng với lại cái quang phổ này lắm ha mọi người. Nhưng mà đó, đây là cái hình ảnh để cho mình hình dung được là mình sẽ nhìn thấy gì khi thực hiện giao thoa ánh sáng trắng trong thí trong trong cái cách thí nghiệm để thí nghiệm vân để cho mọi người. Ok.
Đó, đây là cái phần mọi người trực quan để mọi người nhìn thấy được à, giao thoa ánh sáng trắng là gì và hai cái vấn đề chính mà mình cần quan tâm là gì. Ok ha. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài toán của mình ha.